Nam em bất ngờ bị chồng sắp cưới lật mặt, liền bóc mã tật hay nữa trả đũa. Hết kể tội sâu biết, nam em và chồng sắp cưới lại trở thành tâm điểm với những màn tranh cãi, bóc mã nhau trên sóng livestream. Mới đây, cả hai lại gây chú ý khi người thì phủi sạch trách nhiệm, người thì kể tật xấu của người kia. Những ngày qua, nam em đã thành tâm điểm khi liên tục livestream hé lộ góc khuất trong giới showbiz, phốt người nổi tiếng và kèm theo nhiều phát ngôn, hành động gây chú ý trên mạng xã hội. Chưa hết, chồng sắp cưới của cô cũng được đà livestream có những phát ngôn ngông cuồng, bị cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội. Sau đó, việc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc xem xét sự việc đã khiến cho cặp đôi phải gương cờ trắng, không dám làm loạn trên mạng xã hội nữa. Thế nhưng, nam em mới đây một lần nữa khiến dân tình ngã ngửa khi ngay trên sóng trực tiếp mắng chồng sắp cưới không chịu đi làm lo cho cô, để cô làm trụ cột kinh tế. Đã vậy còn kích động khiến cô trong lúc mất bình tĩnh đã có những phát ngôn không hay. Không chịu kém cạnh, trong đoạn livestream gần nhất, doanh nhân Đức Cường cũng cập nhật tình hình của nam em hiện tại. Anh cho biết, nếu như họ, cơ quan chức năng, đã cảnh báo mà mình vẫn tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ phải trả giá, phải hiểu về luật pháp. Cho nên, tất cả những việc làm này, nam em đã dừng lại mọi thứ. Người ta gọi đến kiểm tra nam em còn like ồn ào nữa không thì hết rồi. Thực ra, nam em bị kích động về tâm lý và em là người quản lý. Các báo gọi đến thì em đều trả lời như vậy. Mọi người thừa hiểu là thế nào. Còn nếu nam em mà còn nhắc nữa thì phải bị xử lý. Sau khi phát ngôn của anh được chia sẻ rộng rãi, cư dân mạng tỏ ra bất bình vì cho rằng anh chàng đang cố tình đổ mọi trách nhiệm cho nam em. Vẫn còn rất nhiều hình ảnh, clip nam doanh nhân phát ngôn ngông cuồng, thách thức người này người kia lan truyền trên mạng xã hội. Vậy mà anh lại thản nhiên quy chụp mọi trách nhiệm cho vợ sắp cưới. Trong buổi livestream sau đó, nam em tiếp tục khiến dân tình dở khóc dở cười trước màn bóc mã chồng sắp cưới ngay trên sóng trực tiếp. Cụ thể, khi đang hát thì chồng sắp cưới xuất, cô dừng lại nhắc nhở Hữu Cường không làm loạn nữa. Đáp lại, nam doanh nhân với vai trò hiện tại là quản lý của nam em cho biết đã liên hệ khắp nơi để tìm show cho cô nàng và khả năng có show lên đến 99%. Nghe tới đây, Hoa Khôi sinh năm 1996 tỏ ra không tin, cô vừa cười vừa nói, có chắc không má? Chắc mới nói nha, má nổ mà cả mạng xã hội ai cũng biết má nổ. Trước lời mỉa mai của vợ sắp cưới, Hữu Cường phản pháo. Nổ cái gì, do cái mồm của bà, hôm nay nhiều người gọi cho tôi. Không chịu dừng lại, nam em tiếp tục bóc mã, gọi để làm gì? Quan trọng là gọi để bóc sâu đi hát hay gọi để phàn nàn. Chừng nào gọi bóc sâu thì mới đáng nói, còn chuyện khác là của mấy người, liên quan gì đến tôi. Mình mang tiếng nổ quen rồi, mình nhà ở Bà Điểm chứ có phải ở trại bom đâu. Trước khi nam em bị quay lưng, chồng sắp cưới của cô từng khoe rằng nửa kia của anh không thiếu show, chỉ sợ không đủ sức để đi diễn. Bạn trai còn công khai cát xê đi hát hàng trăm triệu đồng của nam em. Anh cho biết mức giá để nam em hát ở Hải Phòng là 100 triệu đồng, thấp hơn không nhận. Theo bạn trai nam em chia sẻ, 100 triệu bao gồm chi phí đi lại, ăn ở của nam em và cả ekip. Thời gian qua, nam em và bạn trai bị cộng đồng mạng ném đá vì phát ngôn trên mạng xã hội. Sau khi công khai hẹn hò từ cuối năm 2023, cả hai luôn đồng hành cùng nhau trong công việc và cuộc sống. Được biết, nam em đã ủy quyền cho bạn trai làm người đại diện, thay cô nhận lời mời đi diễn cũng như chia sẻ nhiều thông tin đời tư.